Em xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Hoàng Ngọc Hà, học sinh đến từ chi đội lớp 7A3 của Liên đội Trung học cơ sở Bình Lợi Chung. Hôm nay em có mặt tại đây, em xin kể lại một trong số những giai thoại của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh trong lúc ra đi tìm đường cứu nước. Một số thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đã sưu tầm được. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân ở làng Hoàng Chuột, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Tháng 6 năm 1911, người đi ra nước ngoài suốt 30 năm hoạt động, người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ khác. Người hòa mình với những phong trào của dân công nhân và nhân dân của các dân tộc thuộc địa, vừa lao động vừa kiếm sống vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của cách mạng tháng 10, Nga và sự ra đời của quốc tế cộng sản đưa đến với nghĩa chủ nghĩa mác Lenin. Từ đây, người đã nhận rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Tháng 12 năm 1920, tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tours, người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản. Năm 1919, người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công dân Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, người gửi tới hội nghị lên án chủ nghĩa thực dân, thúc đẩy các phong trào giải phóng thuộc địa. Từ năm 1921 đến tháng 6 năm 1923, người tham gia nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa. Người tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa, sử dụng báo chí tấn công chủ nghĩa thực dân. Đáng chú ý là người là chủ nhiệm kim bút báo Le Parisien, người cùng khổ. Điều rất thú vị là trong thời gian tham gia câu lạc bộ Beauvoir, người đã sáng tác vở kịch Con Rồng Tre nhằm đà kích vua Bù nhìn Khải Định khi ông này sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille vào tháng 6 năm 1922. Trước đó, vào năm 1921 tại Pháp, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc gồm 12 chương. Tác giả dành 11 chương tố cáo tội ác man rợ của chủ nghĩa thực dân đối với người bản xứ ở các thuộc địa. Chương cuối cùng, tác giả cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân các dân tộc thuộc địa và làm rõ mối quan hệ cách mạng Nga, quốc tế cộng sản, các tổ chức quốc tế khác với phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. Thoát khỏi nhà tù Victoria và chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước, ngày 30 tháng 6 năm 1923, người đến Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt động học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa ngay đến đất nước Lênin vĩ đại. Tại đại hội lần thứ 1 quốc tế nông dân tháng 10 năm 1923, người được bầu vào đoàn chủ tịch quốc tế nông dân. Năm 1924, người dự đại hội lần thứ 5 của quốc tế cộng sản và được cử làm cán bộ ban phương đông của quốc tế cộng sản, đồng thời là ủy viên đoàn chủ tịch quốc tế nông dân. Nguyễn Ái Quốc được giao theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng
ở một số nước châu Á. Bài thuyết trình của em đến đây cũng đã dài, em xin kết thúc tại đây. Em cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe bài làm của em. Em mong rằng em sẽ đạt được kết quả cao trong bài làm này. Em xin cảm ơn.